Tuổi Dần năm 2023. Hôm nay Quảng Tầm sẽ chia sẻ cho anh chị em về tuổi Dần năm 2023 làm ăn được không. Trước tiên thì Quảng Tầm nhắc lại cho anh chị em tuổi Dần là hiện tại chúng ta đang trong vận trình của hạn Thái Tuế năm 2022, có cái bộ sao là Đại Hao và Tiểu Hao. Chính vì vậy tuổi Dần từ nay cho đến cuối năm chúng ta nên lưu ý tiết chế trong cái công việc, trong cái cuộc sống để tránh những cái hao hụt về cái tiền bạc, về cái tài lộc của chúng ta. Thì qua năm 2023 Quý Mão thì người tuổi Dần đã thoát ra khỏi cái vận trình cái hạn Thái Tuế. Chính vì vậy nó sẽ báo hiệu cho chúng ta được nhiều cái điều may mắn và thuận lợi. Về tổng quan thì tuổi Dần năm 2023 có cái bộ sao là Thanh Long và Lưu Hà, đó là cái bộ sao vui vẻ và may mắn. Điều đó nó cũng dự báo là trong năm 2023 chúng ta sẽ gặp được nhiều điều rất tốt. Về công việc thì trong năm 2023 tuổi Dần của chúng ta có cái sự trì trệ khó khăn, vì vậy tuổi Dần cần phải bước ra, chúng ta cần phải năng động hơn để cho cái công việc của chúng ta được thuận lợi. Đặc biệt là về công việc, người tuổi Dần có cái bộ sao Thiên Quan và Thiên Hỷ, đó là hai cái ngôi sao của chư vị bề trên sẽ giúp đỡ chúng ta thăng tiến trong cái công việc, thăng tiến trong sự việc. Vì vậy trong năm 2023 tuổi Dần cần phải lưu ý là chúng ta nên cầu nguyện những chư vị bề trên để tận dụng cái sự trợ lực, cái sự giúp đỡ của chư vị bề trên để đã giúp đỡ chúng ta. Chư vị bề trên thì bao gồm có tổ tiên của Huyền Thất Tổ của người tuổi Dần, rồi chư vị thần thánh, chư vị trời Phật, chư vị Chúa. Chúng ta nên lưu ý là cầu nguyện nhiều hơn, và đặc biệt là trong cái sự trí tuệ và sáng suốt để tránh rơi vào cái mê tín dị đoan, nó sẽ không có tốt và không đáng có. Về tài lộc thì trong năm 2023 tuổi Dần đã có vận tài lộc khá tốt, đặc biệt là có cái ngôi sao Long Đức là ngôi sao thiện lành. Vì vậy tuổi Dần trong năm 2023 này chúng ta càng làm nhiều việc thiện, chúng ta càng giúp đỡ những người khó khăn yếu thế của chúng ta thì chúng ta sẽ càng được gọi là nhiều phúc đức, và cái tiền bạc chúng ta nó sẽ càng đến lại, nó sẽ hóa giải được cái ngôi sao phục binh là cái ngôi sao ám muội, cái ngôi sao phá hoại về tiền bạc. Vì vậy chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta làm nhiều việc thiện lành hơn nữa thì cái vận tài lộc của chúng ta sẽ tốt. Qua năm Quý Mão 2023 thì người tuổi Dần có cái bộ sao Đào Hoa, Hồng Loan và Thiên Hỷ, đó là cái bộ sao rất tốt cho vấn đề về tình cảm, về hôn nhân và gia đình. Vì vậy trong năm 2023 đối với anh chị em tuổi Dần mà chưa có gia đình thì đây là một cơ hội rất tốt để cho chúng ta có thể tìm kiếm được cái tình yêu, tìm kiếm được người bạn đời để có thể chúng ta tiến đến cái hôn nhân tốt đẹp. Và anh chị em tuổi Dần mà đã có gia đình thì trong năm 2023 là một năm rất tốt, mọi người gia đình đều gọi là thuận lợi và yêu thương lẫn nhau, không có vấn đề gì đều gọi là quan trọng để gọi là chúng ta phải cần phải lưu ý. Về phương diện về sức khỏe thì người tuổi Dần chúng ta nên lưu ý là chúng ta có cái ngôi sao tai sát, vì vậy tuổi Dần trong năm 2023 chúng ta cần phải lưu ý cái vấn đề tham gia giao thông từ nhà đến trường, hoặc từ nhà đến cơ quan, hoặc từ trường về nhà, hoặc là từ cơ quan về nhà. Chúng ta cần phải lưu ý biết nhường nhịn trong cái vấn đề tham gia giao thông để tránh gọi là cái sự bị tai nạn gọi là không đáng có. Như vậy quan trọng xin tóm lại là tuổi Dần trong năm 2023 chúng ta nên gọi là biết về công việc là phải biết cầu nguyện các chư vị bề trên để chư vị bề trên giúp đỡ chúng ta. Về tài lộc thì chúng ta có cái vận tài lộc tốt. Về phương diện tình cảm thì trong năm 2023 thì người tuổi Dần cũng có cái vận tình cảm rất tốt, sẽ là một cơ hội tốt để cho chúng ta có thể phát triển mối quan hệ. Về bệnh tật thì chúng ta nên cẩn thận, nên lưu ý cái vấn đề tham gia giao thông. Quảng Tổng xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong cái video tiếp theo.